Cuộc sống của chúng ta là những hình ảnh phản chiếu những suy nghĩ trong tâm trí của chúng ta và những người thu hút sự giàu có đến với cuộc sống của mình. Họ luôn nghĩ về sự giàu có và suy nghĩ chủ đạo của họ đó là họ luôn tập trung về sự giàu có và sung túc. Họ không để bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào bám rễ vào trong tâm trí của họ. Và do đó, để thu hút sự giàu có và thịnh vượng đến với cuộc sống của mình thì chúng ta còn phải tập trung vào sự giàu có và thịnh vượng bằng cách là chúng ta hãy đầu tư thật nhiều năng lượng và cảm xúc của mình vào sự giàu có bằng cách là hãy hình dung những hình ảnh về sự giàu có mà chúng ta mong muốn, những trải nghiệm về sự giàu có, những hoạt động về sự giàu có, những cảm xúc về sự giàu có thì chúng ta sẽ thu hút sự giàu có đến với cuộc sống của mình.